Sáng ngày 20 tháng 10, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đã đến thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021, 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nhân dịp này, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội Phụ nữ thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp ngày càng quan trọng của phụ nữ thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm ngày càng văn minh, hiện đại. Đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cơ sở hội đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, chung tay tham gia công tác phòng chống dịch, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, mong muốn và tin tưởng phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang để tiếp tục khẳng định và thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm cao nhằm đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.